em bác mất buổi chiều thì em rất là buồn. Thì sau đó là em về em bắt tay vào luôn. Thì em làm trong 2 đêm, là em làm xong khoảng 1 trước giờ, là em chỉ làm nguyên là cái phần về đục chân dung thôi. May mắn là em được có một người bạn về điêu khắc ánh sáng. Thì sau đó là em lên ý tưởng là em sẽ kết hợp giữa cái nghệ thuật của em và nghệ thuật của bạn đó vào trong cái tác phẩm của em để em làm. Nhìn cái góc trực diện này vào sẽ chỉ nhìn thấy bác thôi, nhưng sau khi mà em làm xong thì tức là khi mà quay vào như vậy thì cái hình ảnh của bác sẽ chiếu lên trên tường, thì cái nội dung nghĩa là truyền tải giữa bác, cái tình cảm của bác với bác Hồ sẽ có sự liên kết ở trong cái bóng hình với nhau. Thì nó nghĩa là sẽ có một cái câu chuyện của người trước và người sau có sự liên kết với nhau. Cây cổ thụ có cái đẹp của cây cổ thụ, cây cỏ có cái đẹp cây cỏ. Thì mỗi người Việt Nam hay gì hay là mỗi một con người đều hãy cố gắng làm tốt cái công việc của mình, thì đó là đều cũng là điều rất là tuyệt vời. Câu chuyện của người điêu khắc trẻ Lã Thành Luân đã biến sự tiếc thương và ngưỡng mộ của mình đối với cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng nhiều đêm không ngủ để tạc nên bức tượng ý nghĩa, nhận được sự yêu quý của nhiều người. Thì cái ý niệm của em, nếu làm theo lời bác Hồ và bác Trọng, thì ai làm đúng vị trí đó và làm thật tốt và hết mình thì không có gì phải buồn và cũng không có gì phải đáng tiếc cả. Cho nên là cái câu chuyện như bản thân em thì em chỉ cố gắng là làm sao em sẽ làm ra nhiều những tác phẩm, làm ra nhiều những sản phẩm để làm sao mỗi một người nhìn thấy sản phẩm đó thì đều cảm giác có cái sự yêu đời, yêu người hơn và sống tốt đẹp hơn. Đi xa để nhìn về quê hương, để thêm trân quý những giá trị văn hóa do ông cha để lại. Sau đó để học nghề, giỏi nghề, rồi quay trở lại cống hiến xây dựng quê hương. Đó là hành trình hơn 10 năm. Anh Lã Thành Luân đã và đang thực hiện. Không chỉ yêu nghề, anh Luân còn đem những góc nhìn mới, những cách thể hiện mới để làm phong phú thêm nghề truyền thống của ông cha. Học cái này người ta đòi hỏi rất là kiên trì. Đấy là cái rất đáng buồn là cái lớp trẻ bây giờ là yêu nghề ít dần đi. Những người mà có tay nghề cao càng ngày càng mai một ít đi. Khi ở nhà có việc thì không ai muốn đi ra ngoài cả. Còn em Luân đây thì là học nghề từ trong miền Nam. Nhưng mà khi em có tay nghề là em thì trở về quê hương làm, thì cả đấy thấy đấy, tức là cái đã có những người mà có tay nghề cao như em Luân ấy, không phô trương, không quảng cáo nhưng mà rất nhiều người biết đến, thì cũng hy vọng là những lớp trẻ nhìn tấm gương đó thêm yêu nghề và trở về quê hương để xây dựng làng nghề ngày càng nổi tiếng hơn. Tôi cũng biết đến em thì cũng muốn theo đuổi vào học nghề, thì đến thì em rất là hoan hỉ nhận đón nhận và chỉ bảo cho tận tình, con người rất là chân thành, có cái gì em cũng chia sẻ và cũng nâng đỡ giúp đỡ nhiệt tình. Biến những gốc cây, những mẩu gỗ thừa không còn giá trị sử dụng thành những tác phẩm nghệ thuật có tính thẩm mỹ cao. Từ đó, Lã Thành Luân đã truyền cảm hứng và thu hút nhiều bạn trẻ ở lại làng, gắn bó với nghề truyền thống, tạo việc làm và mang lại nguồn thu nhập cao. Mà bạn ấy phối hợp đến cả kỹ thuật với lại ánh sáng này thì nó thực ra là nó rất là hiếm. Thì bọn tôi cũng cảm thấy rất là tự hào vì có một người đã đưa đến cái nghệ thuật vào trong cái làng nghề của bọn chúng tôi, để cho chúng tôi có cái năng lượng cũng như là cái nhiệt huyết hơn về nghề, yêu nghề hơn. Ngoài bức khắc họa chân dung cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên gỗ lũa vừa mới hoàn thành, bộ sưu tập của anh Luân còn có rất nhiều tác phẩm về những vĩ nhân khác của Việt Nam. Thông qua mỗi tác phẩm, anh muốn thể hiện lòng tri ân sâu sắc tới những người có công lao to lớn trong việc xây dựng, gìn giữ và đưa đất nước phát triển. Từ đó lan tỏa lòng yêu nghề, tình yêu quê hương đất nước đến với mỗi bạn trẻ.